4. Đứa bé trong siêu thị. Tôi thường khuyên những người bạn tù không nên nghĩ họ là kẻ tội phạm, mà chỉ là người đã phạm những hành động tội lỗi. Nếu chúng ta gọi họ là kẻ tội phạm, đối xử và xem họ như kẻ tội phạm, thì họ sẽ tin như vậy và trở thành những kẻ tội phạm. Đó là sự vận hành tự nhiên. Một đứa trẻ nọ đi mua sữa với mẹ trong siêu thị và làm rớt hộp sữa khi ra quầy tính tiền. Làm sữa văng tứ tung. Người mẹ nổi giận mắng: "Mày thật là đứa vụng về." Cách đó vài quầy tính tiền, một đứa trẻ khác làm rơi một lọ mật ong xuống đất. Lọ mật bể tung và chảy bừa ra sàn. Người mẹ này mắng: "Con đã làm một việc rất vụng về." Đứa trẻ trước bị xem là kẻ vụng về, còn đứa trẻ sau chỉ là người lỡ dại làm một việc vụng về. Đứa trẻ trước có nhiều triển vọng trở thành kẻ vụng về suốt đời, còn đứa trẻ sau sẽ học cách không lặp lại những việc vụng về. Tôi hỏi những người bạn tù, hãy nhớ lại xem trong ngày phạm pháp họ còn làm điều gì khác nữa không? Cùng trong năm phạm pháp và trong những năm tháng khác họ đã làm gì khác? Và tôi nhắc đi nhắc lại với họ câu chuyện hai viên gạch xấu. Ta có thể xem hai viên gạch xấu tượng trưng cho tội ác, nhưng hãy nhớ trên bức tường kia còn nhiều viên gạch tốt khác. Vậy bạn là một bức tường xấu cần phải đập đổ, hay bạn là một bức tường tốt với lác đác vài viên gạch xấu? Vài tháng sau, khi tôi trở thành vị trụ trì tu viện và ngưng đi giảng ở trại tù, thì tôi nhận được một cú điện thoại của nhân viên cai tù mời tôi trở lại giảng. Ông ta nói đủ lời khen tặng mà tôi còn nhớ mãi tới nay. Ông nói những học trò tù của tôi sau khi mãn tù được thả thì đi luôn, không bao giờ trở lại nhà tù nữa.